Chào mừng mọi người đến với kênh Bisumi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái nét văn hóa truyền thống của Nam Bộ, một cái món bánh nhân gian rất gần gũi, đó chính là bánh ít. Các bạn có biết không, Nam Bộ được coi là một vùng đất mới, nơi quy tụ nhiều tộc người cùng nhau xây dựng và phát triển, tạo nên một cái nền văn hóa chung của đất nước. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ được trải nghiệm cách làm bánh ít của Nam Bộ như thế nào nhé. Một, ba đứa. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ xay bột cho thật nhuyễn ra. Tuy nhiên, ngày nay thì cuộc sống đã hiện đại hơn rồi, cho nên là cái công đoạn xay bột có đỡ nhọc nhằn. Cái này là trộn bột bánh ít. Và cái công đoạn này là chúng ta sẽ nấu nước đường trước. Sau khi nấu xong thì chúng ta sẽ để cho nước đường còn ấm ấm. Và chúng ta rưới đều vào trong bột và trộn từ từ, nhồi cho thật đều. Bánh ít hầu như là có mặt ở nhiều nơi ở Trung Bộ, Nam Bộ. Nhưng ở đây, những người dân quê mộc mạc miền Tây Nam Bộ đã có một số bí quyết để làm cho cái bánh ít khiến ai đã từng nếm thử sẽ khó lòng mà quên được. Người miền Nam thường dùng là nước cốt của trái thơm hay còn gọi là trái khóm để nhào bột nếp. Và nhờ vậy thì cái vỏ bánh nó có màu vàng, trong trẻo. Hoặc là thường thì chúng ta sẽ thấy là lấy lá dứa để làm màu xanh, hoặc là lấy lá cẩm để làm màu tím, hoặc đơn giản chỉ là cái nếp trắng, dẻo thơm. Còn nói riêng về cái nhân bánh thì nhân bánh dù là nhân đậu xanh hay là nhân cơm dừa nạo thì cũng phải được nêm vừa phải để làm sao để khiến cho người ăn không quá ngán vị ngọt. Còn nói về cái lá chuối để gói bánh thì phải được phơi một nắng để lá dẻo dai, mềm mại trước khi gói. Và sau khi trộn bột xong thì chúng ta phải lưu ý là ủ ít nhất là 4 tiếng thì mới bắt đầu để gói bánh. Còn thao bột bên đây là chúng ta sẽ làm bánh ít có màu xanh của lá dứa. Cái này là phải hái thêm nè, ít quá, không đủ cái màu xanh. Đó, mọi người thấy không? Cái màu xanh của cái lá dứa nó rất là đẹp nha. Khi mà trộn cho bột rồi thì chúng ta một hồi nè, sau khi chúng ta hấp bánh thì nó ra một cái màu xanh rất là đẹp. Và theo cái kinh nghiệm của mọi người á, thì mọi người nếu mà thiếu cái màu xanh của lá dứa thì chúng ta có thể thay thế bằng màu xanh của lá bồ ngót. Tuy nhiên, cái lá bồ ngót thì nó không có mùi thơm mà nó chỉ có một cái màu thôi. Và sau khi mà trộn cái màu xanh vô rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục cho cái nước đường vào để trộn bột cho thật đều. Và mọi người cũng lưu ý nha, cái khâu trộn bột cũng rất là quan trọng nha. Chúng ta phải trộn như thế nào để không bị ốc trâu. Chúng ta nếu mà ai đã từng làm bánh thì chúng ta biết được bị ốc trâu là chúng ta sẽ bỏ hết luôn, không có làm bánh được. Bên này 6 kg, bên kia 4 kg. 4 kg. 6 kg. 20 kg. Và chúng ta thấy nè, cái thời gian lúc đầu mà chúng ta trộn bột khô á, nó rất là cứng nha. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng trộn làm sao cho thật mạnh tay. Có nhiều thứ bột nó bỏ vô vậy cái nó bị ấy. Nó bị ép cao. Nó kỳ lắm. Không được. Khô luôn. Mà này chỉ làm bột tiếp thôi không? Ở dưới quê ngày xưa là lấy bột gạo pha chung với bột năng. Làm bột làm bánh ít hả? Ngon không? Ngon. Cái nó ra, nó ra nó chừng mà hấp chín rồi cái nó trong lắm, thấy được cái nhân luôn á. Còn đối với cái nhân đậu xanh á, mà muốn ngon á, là chúng ta cũng sẽ có một cái bí quyết, đó là chúng ta lấy cái đầu hành lá chúng ta giã nhuyễn ra, rồi sau đó là trộn đều trong cái phần đậu xanh đã được hấp chín trước khi giò riêng lại thì sẽ có một cái mùi vị rất là ngon, rất là đặc biệt. Mọi người cứ thử xem cái phần nhân đậu xanh chúng ta làm theo cái cách này nó sẽ rất là đặc biệt. Và bây giờ thì chúng ta di chuyển ra phía trước nhà xem có gì đặc biệt nha.
Thì ở phía ngoài sân ở đây thì chị Duyên đang phơi lá chuối để cho dịu lại cho dễ gói bánh. Và trước khi gói thì chúng ta phải lưu ý là lấy một cái dĩa lau thấm nước và lau cho sạch lá trước khi gói. Và trong lúc đó thì có mấy cái đứa nhỏ chạy khắp sân nhà rất là vui, đòi hái bần cho bằng được. Thì những cái đứa trẻ ở miền quê nó rất là bình dị với những cái món ăn dân dã đơn giản, như là cái món bần chấm muối nè, vậy mà nó ngon biết là bao. Và cũng vì cái trái bần mà nó đã đánh dấu biết bao nhiêu cái ký ức tuổi thơ của nhiều người. Ôi trời ơi. Và để nói về cái trái bần thì Bill tin chắc rằng là trong số chúng ta ai ai là những người miền Tây Nam Bộ cũng sẽ biết được cái trái bần nó gắn liền với cái đời sống của người nông thôn mình như thế nào. Và trong cái lúc này sau gần 4 tiếng thì chúng ta sẽ nhồi bột thêm một lần nữa cho dậy bột, để khi mà hấp bột nó nở và cái vỏ bánh nó ngon hơn. Và cùng lúc đó thì bên hông nhà, dì Năm cũng đang xào dừa cho thấm đường và thêm đậu phộng rang. Dừa phải xào không quá khô cũng không quá ướt thì mới ngon và mới giò viên lại được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học cái cách gói bánh ít như thế nào nha mọi người. Riêng cái việc gói bánh nó cũng phải được khéo léo và tỉ mỉ để sao cho cái chiếc bánh nó được đẹp và cái bánh nó nở vừa dặn trong cái lớp lá chuối. Mà muốn gói đẹp thì cái lá chuối phải được cắt trước 1-2 ngày cho dịu lại, hoặc là chúng ta phơi nắng như chị Duyên lúc nãy. Và cái thủ thuật gói bánh cũng phải quen tay thì chiếc bánh nó mới thon gọn và đẹp mắt được. Và cái quá trình gói bánh á, thì chúng ta cũng phải phân chia ra mỗi người một công việc. Người thì giò viên đậu xanh, người thì giò viên nhân dừa, còn người như dì Năm ở đây á, thì sẽ lấy phần bột để mà đắp bên ngoài của những cái cục nhân. Và có người thì gói bánh riêng. Người ta bán bánh, người ta gói, người ta đâu để nằm đâu. Người ta hấp, người ta để đứng. Đứng hay nó tròn? Nó vậy đó, để đứng luôn vậy hấp luôn. Mà ấp bánh không có nhiều rồi. Và chúng ta lưu ý là lúc nào cũng sẽ có dầu ăn chế vào trong cái thau bột để cho mà chúng ta dễ dò viên lại. Và thêm một kinh nghiệm cho mọi người nha, là chúng ta muốn gói bánh ngon là chúng ta phải lấy cái lá chuối già, thì chúng ta gói bánh nó mới đẹp. Chúng ta xem nè cái cách gói bánh như thế nào. Chúng ta sẽ gặp hai đầu lá và chúng ta cuốn hai bên hông làm sao để tạo được giống như một cái trụ hình kim tự tháp ấy đó. Rồi lấy hai đầu và bỏ cục nhân vào, sau đó chúng ta sẽ đắp và chúng ta sẽ cuốn hai bên hông. Những cái quan cảnh mà gói bánh ít nó rất là phổ biến ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt trong những cái dịp như là đám giỗ miền Tây. Và sau khi gói xong một mớ bánh thì chúng ta phải xếp cẩn thận vào trong cái chảo sôi và bắt lên bếp đã được chuẩn bị trước. Và chúng ta lưu ý là khi mà muốn hấp bánh thì chúng ta phải nấu một nồi nước sôi trước trong cái chảo sôi nha. Và khi mà muốn hấp bánh ít thì chúng ta sẽ hấp nhiều đợt, bởi vì chúng ta gói rất là nhiều thì mới hết được cái số lượng bánh. Và thật sự là Bill rất là thích cái sự gần gũi ở thôn quê miền Tây, khi mà các anh chị cô bác ngồi gói bánh và nói chuyện với nhau rất là chân chất và rất là vui. Đây chúng ta thấy bây giờ trong cái chảo xôi này có rất nhiều bánh ít. Đây là cái mẻ đầu tiên. Đây chúng ta thấy nè, như Bill nói là chuẩn bị trước một cái chảo xôi bên dưới để nấu nước cho thật sôi, thật nóng. Và bây giờ là cái lúc Bill muốn trải nghiệm có cơ hội để mà gói bánh ít, nhưng mà không biết là sẽ gói được như thế nào. Mặc dù là Bill
khá là khéo tay nha, nhưng mà đối với việc mà gói bánh ít á, nó rất là xa lạ và đây là lần đầu tiên luôn á, và dĩ nhiên là Viu bị thất bại rất là nhiều lần. Và nhìn cái bánh ít của Viu nè, chúng ta thấy nè, mặc dù là ra thành phẩm thiệt nhưng mà nó không được xuất sắc và không đẹp. Và nếu như chúng ta có cơ hội chúng ta thử gói bánh ít xem thế nào, nó cũng rất là vui nha mọi người. Còn trong cái trường hợp á, mà nhà chúng ta lỡ như không có một cái chảo xôi để hấp á, thì chúng ta có thể lót ở dưới đáy của nồi một cái lớp nào đó để cho nó không có tiếp xúc với nước và chúng ta có thể hấp được bình thường như tất cả các loại bánh khác. Chúng ta thấy nè, như cái nồi này đây, chúng ta thấy có rất nhiều bánh ít và cũng rất là bắt mắt nha. Và chúng ta lưu ý là khi hấp bánh là cần phải có nhiệt độ cao, cho nên chúng ta phải đậy nắp cho thật kín và giữ củi lửa cho thật đủ nhiệt. Và những dịp gói bánh ít đó cũng là một cái cơ hội để mà bà con lối xóm tụ tập với nhau để mà cùng nhau gói bánh và chia sẻ những cái câu chuyện vui trong cuộc sống tại vùng thôn quê. Lông không có lông. Lông. Lông không nhất. Thấy không? Bà nội ơi. Tự. Dạ, bà gói cái bánh làm gì? Cái này nè, cho nó vô tới đây, rồi cho nó xuất ra ra. Ừ, cho nó ra nó mới cao. Chứ bà đừng kéo vô. Hả? Vô đâu cái chân, nó bẻ đâu không kéo nè. Bà đừng có kéo nó vô. Đừng có kéo nó vô. Kéo ra đâu chịu. Bây giờ cũng làm cốc luôn. Nè, nó tới đây này, vậy nè, nó tới đây nè, bà đừng kéo vô nữa. Tao gói cái này là bác cũng mua. Ai mua đồng ý, ai mua. Tại bà kéo vô dữ quá. Vậy mà còn lửa đẹp nữa. Trời đẹp không là gì. Bà thấy mẹ xấu quá, giờ đẹp lắm. Lửa nó đẹp, bà làm đẹp ha. Ừ, làm đẹp. Sao? Con cây này nó không được, con đá bà vậy kìa. Đá mình rồi. Nè, thục lại. Thục lá này. Cái này đó là thục ra chút. Cào không? Nó mới cào đó. Đó, học lại đi đi, chắc có xui rồi. Bà nói bà làm cái làm được không đó mà ngồi bà làm. Với lại thấm nước nhiều quá nó sợ nó phai. Mai là cái phát của nó. Ngày mai ở đây và cứ mỗi lần mà hấp bánh á, một mẻ bánh mới á, đã thấy rất là mê nha mọi người. Với những cái chiếc bánh thơm lừng, khói nghi ngút. Mà muốn bánh ngon á, thì phải nấu bằng củi thì mới đủ cái độ nóng thì bánh mới ngon và không cái bị nín. Và đôi lúc á, chụm củi á, khói thì sùm á, làm cay mắt á. Vậy mà cái mùi khói nó rất là hay nha. Khó ai quên được cái cuộc sống ở vùng thôn quê. Và nếu như ai đã từng có cơ hội để mà nấu bánh ít, bánh tét nè, bánh chưng nè, vân vân, thì chúng ta sẽ biết được cái cảm giác khi mà ngồi gần cái bếp lửa là chúng ta biết được cái sức nóng nó như thế nào. Cho nên là mỗi một cái chiếc bánh khi mà ra lò là chúng ta cảm thấy là đó là một cái sự rất là tuyệt vời. Đặc biệt là những cái món bánh nhân gian. Đây chúng ta thấy nè, những cái bếp lò này khói sùm luôn. Ngồi rất là cay mắt nhưng mà chúng ta phải ngồi canh lửa. Ví dụ như mà củi hết là chúng ta phải châm củi. Hoặc là chúng ta thiếu nước thì chúng ta phải chế nước vào. Đây, rất là ngon nha. Cái mẻ bánh đầu tiên đã chín rồi nè. Bây giờ đã chín rồi thì chúng ta sẽ đổ nó ra. Và chúng ta thấy có gì đặc biệt không? Ở trong cái nồi nước của chảo xôi chúng ta thấy có những cái trái tắc. Và cái tắc này nè, khi chúng ta bỏ trong cái phần nước đó thì cái tinh dầu nó sẽ bốc lên và nó áp vào trong cái phần vỏ chuối bên ngoài của bánh ít. Nó tạo cho dậy mùi và nó đẹp hơn. Bánh ít mới ra lò nóng hổi luôn.
Và khi bánh chín á, thì chúng ta sẽ trút ra trên một cái manh, phải để cho nguội một tí thì ăn mới ngon. Đây là bánh nhân đậu. Và đặc biệt hôm nay là nhà cô Sáu đám giỗ cho nên những cái chiếc bánh đầu tiên sẽ mang lên cúng ông bà trước. Thì đây là một cái phong tục không thể bỏ sót được trong văn hóa Nam Bộ. Có thể nói bánh ít đã trở thành cái món ăn không còn xa lạ với những người dân Việt. Ngay cả những du khách nước ngoài khi đặt chân đến đây, ai cũng khen tấm tắc bánh ít Việt Nam rất là ngon. Mỗi món ăn lại biểu trưng cho ẩm thực, phong vị mảnh đất, miền quê ấy. Và nếu ai đã từng đặt chân đến mảnh đất miền Tây Nam Bộ và có dịp thưởng thức những món bánh ít nhân dừa, nhân đậu thì chắc hẳn sẽ không quên được cái vị dẻo, vị thơm và rất bùi của nó. Và với video clip này, Bill hy vọng đã cung cấp cho mọi người biết được về cái cách thức gói bánh ít và cách hấp bánh ít như thế nào. Một cái món bánh truyền thống nhân gian của Việt Nam, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ. Video clip đến đây là hết rồi. Bill xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.